Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom. Các bạn thân mến, khi mà Intel cho ra mắt thế hệ thứ 12 thì có lẽ là rất nhiều anh em game thủ phổ thông đang rất là chờ đón những cái thế hệ thấp hơn như là i3 hay là i5 dòng mà không có K để chúng ta có thể phục vụ cho cái nhu cầu chơi game phổ thông của mình. Và cũng có rất là nhiều những em game thủ mà đặt cho chúng mình những câu hỏi trong các phần livestream hay là trên các video trên YouTube của chúng mình, đó là không biết là giữa i3 10105F và i3 12100F thì con nào sẽ đáng mua hơn, và có thực sự là con i3 12100F sẽ cần được nâng cấp trong khoảng thời gian gần đây hay được thay thế trong khoảng thời gian gần đây hay không. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm rõ đến từng chân tơ kẽ tóc cho cái câu khẳng định đó là i3 12100F sẽ là một trong những chiếc CPU phổ thông đáng mua nhất hiện nay. Và nếu như anh em nào có nhu cầu build PC chơi Tết mà chưa có một cái cấu hình trong đầu của mình thì có thể tham khảo hai cấu hình mà bọn mình sẽ xây dựng trong video ngày hôm nay để có thể phân tích được cái sự khác biệt của hai con chip đó là i3 10105F và i3 12100F nhé. Và đặc biệt là các anh em có thể build bất cứ lúc nào mà mọi người muốn nhé, bởi vì chúng mình sẽ bán hàng xuyên Tết để phục vụ cho mọi người luôn. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 anh em muốn build ngày nào thì anh em cứ ra Hacom. Sẽ có 4 cơ sở để có thể phục vụ cho anh em, đó sẽ là 43 Thái Hà này, rồi cơ sở Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy này, cơ sở ở Long Biên này và cơ sở ở Hà Đông nữa, Quang Trung Hà Đông nữa. Đó, 4 cơ sở đó anh em cứ có thể tham khảo và có thể ra build bất cứ lúc nào mà mọi người muốn nhá. Và đây đằng sau mình đang chính là chiếc PC mà mình đã build cho cái chip đó là i3 12100F chip mới ra mắt gần đây, đúng không? Và mình sẽ nói về hai cái bộ cấu hình này, nó chỉ khác nhau về main và chip thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn hai con chip mà mình đã nói đến, đó là i3 12100F cho bộ PC mới và i3 10105F cho thế hệ cũ. Rồi đến mainboard, mainboard thì mình sẽ lựa chọn đó là H610 và H510. Đó thì đương nhiên rồi, mainboard này chính là hai chiếc mainboard phù hợp nhất dành cho hai con chip i3 của chúng ta ở đây rồi. Tiếp theo nữa sẽ là VGA. VGA thì mình sẽ lựa chọn 1660 Super. Đây là một con card quốc dân rồi và gần như các anh em game thủ phổ thông nào cũng mong muốn là được sở hữu con card này. Cái mức giá của nó cũng rất là hợp với một bộ PC có sử dụng chip i3 đến từ Intel luôn. Và bộ nguồn mình lựa chọn cho hai bộ PC này nó lên đến 600W cũng tương đối là xông xênh đấy. Còn nếu mà anh em nào muốn tiết kiệm hầu bao hơn một xíu thì có thể giảm xuống là 500W hoặc là 550W thì nó cũng có thể tải được nhá. Và tùy vào cái sự chênh lệch, ví dụ như hãng main mà các bạn lựa chọn hoặc là cái bộ SSD mà các bạn lựa chọn thì hai bộ PC này, hai bộ cấu hình này sẽ có sự chênh lệch nhau dao động khoảng hơn 1 triệu cho đến 1 triệu 6 là mắc đó, để cho các bạn có thể tham khảo. Và để xem là cái độ chênh lệch như thế này các bạn có đáng để lựa chọn chuyển sang sử dụng con chip đó là i3 12100F hay không thì hãy cùng phân tích với mình nhá. Đầu tiên là sẽ về những cái thông số kỹ thuật cơ bản trước đi. Về mức giá riêng của hai em CPU này, chúng ta sẽ có i3 12100F sẽ là 2.999.000, hơn 700.000 so với i3 10105F. Và với cái sự chênh 700.000 này nó thể hiện ở cái chỗ như thế nào? Bởi vì chúng ta đã có một cái con chip có tiến trình là 10 nanomet Alder Lake rồi, đúng không? Thì đương nhiên khi mà sự nâng cấp về cái phần cấu trúc như thế thì nó sẽ phải tăng mức giá để có thể phù hợp với cái hiệu năng mà nó mang lại. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói về số nhân, số luồng cũng như là số cách. Thì vẫn là 4 nhân 8 luồng giống như con chip cũ thôi, nhưng mà về cache thì em nó đã tăng vượt trội từ 6 lên 12 là gấp rưỡi luôn, 12 MB cho các bạn. Thì sẽ giúp cho cái hiệu năng chơi game của chúng ta tốt hơn này. Và cái mức điện năng tiêu thụ nó cũng được giảm đi từ 65W xuống còn 58W. Tất cả những cái điều trên đó là những cái thông số kỹ thuật mà ngay khi mà chúng ta click vào link của các sản phẩm CPU thì chúng ta sẽ xem được ngay. Nhưng mà các anh em còn quan tâm nhiều hơn thế nữa, đó là những cái hiệu năng thực tế khi mà chúng ta test ở trong các bài, ví dụ như test chơi game hay là test những bài test cơ bản. Và mình tin là các anh em game thủ phổ thông sẽ yêu thích. Mình sẽ show ra được cho các anh em cái bài test về chơi game trước để cho mọi người cảm thấy là hào hứng và hứng khởi hơn. Thì bọn mình đã test ở trên những cái tựa game cũng tương đối phổ thông và có cả trên AAA và có cả tên những cái tựa game mobile nhẹ nhàng. Có thể nói đến như là Liên Minh Huyền Thoại, rồi Dota 2, rồi là CSGO, những tựa game mà các anh em game thủ phổ thông rất là hay chơi hiện nay rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ lựa chọn cùng ở một mức setting đó là từ 2 cho đến Very High này, rồi là sẽ chọn độ phân giải Full HD. Đó, và mình sử dụng test luôn trên một con màn đó là 165Hz cho anh em nhé, để có thể khai thác tối đa về cái hiệu năng của con CPU này. Đầu tiên là đối với tựa game Assassin's Creed Odyssey thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là em 12100F sẽ chiến thắng rồi về mức FPS, nhưng mà cái độ chênh lệch nó không quá cao đâu, nó sẽ chỉ khoảng 6% thôi. Bởi vì có lẽ ở đây là bởi vì là cái khả năng về load CPU, phần trăm load CPU của nó, nhất là ở con chip
10.105F nó bị quá cao, gần như lúc nào cũng đạt đến là 100%, dẫn đến là không khai thác được nhiều về cái khả năng load của GPU. Và còn ở cái con chip thứ 12 này thì nó cũng có lúc load lên đến 100%, tuy nhiên thì cái tần suất này cũng như là cái thời gian của nó ít hơn hẳn so với con chip cũ. Đối với mức FPS P1% low thì ở con chip i3-12100F nó cũng cho ra một cái mức ổn định hơn, đó là 52 FPS, và nó cao hơn 18% so với con chip thế hệ cũ. Còn đối với những tựa game khác nhẹ nhàng như là CSGO này, một cái tựa game mà gần như các anh em game thủ phổ thông nào cũng đang chơi hiện nay, thì nó có một cái chiến thắng khá là ngoạn mục nhá, khi mà lên đến là 47% chênh lệch FPS so với i3 thế hệ cũ. Và đặc biệt là mức FPS của em nó không bao giờ bị rơi xuống 200 FPS. Đó, và với cái phần FPS như thế này các bạn có thể hoàn toàn chơi được ở trên những cái màn hình có tần số quét cao hơn, ví dụ như là 240Hz chẳng hạn. Và với tựa game Dota 2 thì chúng ta sẽ có một sự chuyển biến tương đối là bất ngờ khi mà lợi thế lại rơi về em i3-10105F, nhưng mà cái độ chênh lệch về FPS này nó chưa đến 1% so với thế hệ mới, thì mình nghĩ là nó cũng không thể hiện được quá là nhiều điều. Nói chung là mình thấy khi mà test trên những cái tựa game nhẹ nhàng eSports thì chúng ta có thể thấy mức chênh lệch về hiệu năng chơi game nó khá là đáng kể. Nó là dao động từ khoảng 38-47% như trên các tựa game CSGO hay là Liên Minh Huyền Thoại. Xét về nhiệt độ thì chắc chắn là i3-12100F sẽ chiến thắng với i3-10105F từ 5-6 độ ở các tựa game. Đặc biệt ví dụ như trong một tựa game Assassin's Creed Odyssey thì chúng ta có thể thấy là i3-12100F chỉ có 46 độ C thôi, còn i3 thế hệ cũ thì lên đến 51 độ C. Tuy nhiên mình vẫn không thể phủ định rằng là hai em i3 này đều cho một cái nhiệt độ chơi game tương đối là mát mẻ khi mà chúng ta test trên những cái tựa game này. Xét về xung nhịp CPU, tuy là không được burst lên cao như i3 thế hệ cũ, nhưng mà nó sẽ giữ ở mức luôn luôn ổn định. Ở trong 6 tựa game mà mình test thì mình đều nhìn thấy xung nhịp của i3-12100F đó là 4103MHz. Đó, cái sự ổn định này sẽ tạo ra một cái gì đó, một cái trải nghiệm chơi game gì đó ổn định hơn cho các bạn. Và em i3 thế hệ thứ 12 này cũng vẫn giữ được những cái ưu điểm của thế hệ cũ như là tiết kiệm điện năng này. Chúng ta có thể thấy trên các phần test tựa game thì đối với những game AAA nặng hơn thì nó sẽ tiêu tốn chưa đến 40W, còn đối với những cái tựa game nhẹ nhàng hơn thì cũng chưa đến 30W luôn, rất là tiết kiệm điện năng cho anh em. Và mình xét trung bình tất cả các chỉ số mà mình vừa test trên tất cả những cái tựa game trên thì nó sẽ cao hơn trung bình là 16% về cái hiệu năng chơi game so với i3 thế hệ cũ. Và mình nghĩ rằng là 16% này nó khá là đáng để anh em có thể nâng cấp hoặc là lựa chọn i3-12100F thay vì là i3-10105F. Và ngoài ra nữa thì mình cũng có thể show thêm cho anh em về những cái bài test cơ bản như là Cinebench này, Pushitbench, để cho anh em thấy rằng là những cái bài test đấy em ấy có chiến thắng hay không nhá. Mình nói khẳng định luôn là em ấy còn chiến thắng giòn giã hơn so với những cái hiệu năng chơi game đó, bởi vì là xét trung bình nó sẽ cao hơn khoảng 34% so với là cái i3 thế hệ cũ. Cụ thể là khi mà mình sử dụng phần mềm Cinebench thì chúng ta sẽ thấy điểm đơn nhân và điểm đa nhân của em i3-12100F này cao hơn rất nhiều so với i3-10105F. Cụ thể nó sẽ rơi vào khoảng 46-54%. Đó, cái độ chênh lệch quá là ấn tượng luôn. Và chúng ta có thể thấy là với Intel thế hệ thứ 12, tiến trình 10nm thì nó có điểm cải thiện về điểm đơn nhân và đa nhân nó lớn như thế nào so với thế hệ cũ, đúng không nào? Tiếp theo nữa thì mình sẽ test cả với phần mềm Blender, và kể cả trong BMW hay là trong Classroom thì cái tốc độ render của em i3 thế hệ thứ 12 cũng vẫn chiến thắng với cái phần trăm chênh lệch về thời gian lần lượt, đó là 24% và 28%. Đó, còn về cái phần mềm Pushitbench để chúng ta xét trong bộ Photoshop hay là bộ Premiere thì nó cũng chiến thắng luôn. Nói chung là cái phần thông số cơ bản, gần như tất cả mọi thông số là em nó đều lớn hơn rất là nhiều so với thế hệ thứ 10100F mà thế hệ gần đây nhất á. Thì mình công nhận đó là cái tốc độ render của em i3 này có thể nhanh hơn so với thế hệ cũ, nhưng mà có lẽ là mình sẽ vẫn không khuyến khích các bạn làm multimedia, các bạn sử dụng i3 để làm render hay làm những cái tác vụ ở Photoshop như vậy, bởi vì là nó có hơi ít nhân ít luồng một xíu, nó chỉ có 4x8 luồng thôi. Thì chúng ta nếu mà sử dụng những cái tác vụ đấy thì mình vẫn khuyến khích các bạn nên nâng cấp và đầu tư từ i5 trở lên thì nó sẽ hợp lý hơn. Điểm V-Ray CPU thì em i3-12100F này cao gần gấp đôi so với em i3 thế hệ cũ khi mà chênh đến 44%. Còn xét về xung nhịp CPU tối đa, max em nó sẽ đạt được đó là 4190.9MHz nhá. Nhiệt độ tối đa cũng chỉ đạt là 49%, cực kỳ là mát mẻ cho các bài test này. Còn về điện năng tiêu thụ thì nó cũng không cao đến như nhà sản xuất công bố thông số kỹ thuật cho chúng ta là 58W đâu, mà em nó sẽ chỉ đạt 52W trong những cái bài test cơ bản mà mình đã làm ra thôi.
Wow, đúng là ấn tượng đúng không nào? Và xét về trung bình nhá, trong tất cả những cái phần trăm chênh lệch của cái bài test cơ bản này thì em nó sẽ cao hơn 34% so với là I3 thế hệ cũ. Mình cảm thấy là cái sự cải tiến, cái sự nâng cấp này quá là đáng so với cái sự chênh lệch về giá tiền mà mình đã nói ra ở đầu video này. Và thậm chí là mình nghĩ là các anh em sẽ cảm thấy, anh em nghiêm thủ phổ thông ạ, sẽ cảm thấy là hời hơn rất là nhiều khi mà chúng ta sở hữu một bộ máy có cấu hình đến từ Intel i3-12100F. Và mình cũng sẽ nói luôn cái mức giá mà mình đã để ở cái phần mô tả của video này, tất cả những cái cấu hình đó thì em mình build ở đây với cả i3-12100F ở đây nó sẽ có mức giá là khoảng 24,5 triệu đó. Và nếu các bạn muốn rẻ hơn khoảng cỡ vài trăm nghìn cho đến gần 1 triệu thì các bạn có thể đổi cái hãng main này, hay là chọn một cái dung lượng SSD nó thấp hơn này đó, thì cái đấy, những cái sự tùy chỉnh nó sẽ dao động khoảng gần 1 triệu đó cho anh em, để anh em có thể cân nhắc nhá. Và nếu như các anh em ở nhà đã có sẵn một bộ i3-10105F thì có đặt ra câu hỏi là chúng ta có cần nâng cấp từ con chip đó với mainboard đó lên chip i3-12100F không, thì mình cũng không quá khuyến khích các bạn làm điều này, bởi vì nó không có cái sự mặc dù sự chênh lệch nó cũng sẽ dao động vào khoảng hơn 1 triệu, nhưng mà ví dụ sự nâng cấp của chúng ta nó hơi bị nhỏ quá so với cái số lượng mỗi năm thì chúng ta sẽ ra một cái chip mới, và biết đâu là i3 thế hệ thứ 13 nó còn mạnh mẽ hơn thì sao. Nếu như các anh em định nâng cấp từ cái bộ có sẵn của mình ấy, thì anh em nên nâng cấp hẳn lên i5 chẳng hạn. Bởi vì mình thấy là mặc dù là i3-10105F nó hơi thua kém em này, nhưng mà nó vẫn sử dụng tốt ở trong thời điểm hiện tại cho các nhu cầu cho anh em game thủ phổ thông đó, thì anh em cứ suy xét nhá. Còn anh em thấy sao về những cái phân tích của mình vừa mới nói ra lúc nãy, và anh em có sẵn sàng là build một cái bộ cấu hình i3-12100F mà mình đã recommend cho mọi người hay không, thì có thể để lại comment ở dưới video này. Link tất cả những cái cấu hình đó mình đã để ở phần mô tả của video này rồi nhá. Nếu anh em muốn build ngay và luôn thì anh em cứ ghé qua 4 cơ sở của Hacom, bọn mình sẽ bán xuyên Tết. Đó là cơ sở ở Thái Hà Đống Đa này, cơ sở ở Nguyễn Văn Cừ Long Biên này, rồi cơ sở ở Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy, và cơ sở ở Quang Trung Hà Đông nữa. Đó. Đó, 4 cơ sở đó chúng mình sẽ bán xuyên Tết để phục vụ tất cả những cái nhu cầu chơi game, làm việc hay là giải trí của anh em trong dịp Tết này nhá. Và nếu anh em này thấy video của mình hay và hấp dẫn thì có thể tặng cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.